Mac and cheese for a little bit. Yeah. Barbecue sauce land. Spread nó ra. Yeah. Nên mình bỏ vào đây mình mới bỏ vô được. Tại vì nếu như mình bỏ barbecue sauce vô sớm rồi mình nướng thì nó khác hết. Phải để thịt nó chín rồi mình mới bỏ barbecue sauce lên. Ok. Hoặc rồi bây giờ bỏ vô lại rồi mình mới bỏ cái barbecue sauce lên, thôi nó bị cháy. Ok. Đang làm dinner. Đấy. Bật lửa lên lại. Sẽ nướng nó khoảng 3-4 phút nữa. Giờ xong rồi đó. Look at that. Nhìn ngon không? Quá ngon. Ok. Even Christensen is at the end instead of Luke's father. But wait a minute, why isn't that Ewan McGregor? Honestly, that he make you good ribs, huh? I get the idea of wanting to bookend the prequels and the other films, but this makes no sense. But again, the biggest problem is we weren't allowed to see the